Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 3 tuần 33 và họ luyện toán lớp 3 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, lúc nào thầy cũng nhắc và dặn chúng ta có tập hay là vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài, được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và cũng không có liên thuyên gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chung. Đấy, bài của chúng ta này. Chúng ta đến với cái bài số 1 này, thì yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Như vậy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu? 6 cái phép tính. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhé. Rồi, câu A này. 2, 4, 0, 5, 8 này. Cộng với này. Ở đây chỉ có mấy chữ số? 4 chữ số thôi. Cộng với 7, 6, 3, 9. Đó. Rồi thầy sẽ kẻ luôn 3 phép tính này một lượt luôn nha. Để chúng ta tên các phép tính sau chúng ta không cần phải kẻ gì nữa. Rồi. 8 cộng với 9 thì bằng bao nhiêu? 17. Đúng không? Viết 7 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4. Vậy thì 5 cộng 4 là 9. 0 cộng 6 là 6. 7 cộng 4 là 11. Viết 1 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. Được chưa? Đấy, vậy thì các em có thể dừng cái video các em làm, sau đó so sánh kết quả với thầy. Vậy những cái này là quá dễ rồi. Tiếp theo 3, 2, 5, 6, 8. Đây là những bài toán quá đơn giản rồi đúng không? Trừ đi là 4 chữ số thôi nha. 5, 3, 7, 2. 8 trừ 2 thì bằng 6. 16 trừ 7 thì bằng mấy? Bằng 9 đúng không? Đấy. 3 nhớ 1 là 4. 5 trừ 4 thì bằng 1. 12 trừ 5 bằng 7. 1. 3 trừ đi 1 thì còn mấy? 2. Rồi. Tiếp theo nè. Thầy sẽ không phân tích nữa và không giảng nữa nha. Và các em, cái này quá dễ rồi. 40, 2, 0, 3, trừ 7, 0, 5. 13 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 8 nè. 10 mà trừ đi 1 thì bằng mấy? Bằng 9 nè. 12 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 4 nè. 10 trừ đi 1 thì bằng 9 nè. 4 trừ 1 bằng 3. Đó, chú ý những cái này chúng ta trả mượn nha. Rồi thầy sẽ không phân tích nhiều, bởi vì nó quá đơn giản rồi, các em chỉ so sánh kết quả thôi. Rồi chúng ta đến với 4 phép tính của câu B. 2, 3, 5, 4 nhân với mấy? Nhân với 6 nè. 4 x 6, 24, viết 4 nhớ 2. 5 x 6, 30, 30 nhớ 2 là 32, viết 2 nhớ 3. 6 x 3, 18, 18 nhớ 3 là 21, viết 1 nhớ 2. 2 x 6, 12, 12 nhớ 2 là 10, 14. Được chưa? Rồi chúng ta cùng đến phép chia. 1, 2, 3, 0, 4. Tiến hành chia cho 7. Chia cho 7 nè. Rồi chia cho 7 nha. 1 không chia được, phải lấy 12. 12 chia cho 7 thì chỉ được mấy thôi? 1. 1 x 7 là 7. 12 trừ đi 7 thì bằng mấy? 5. Hạ mấy? Hạ 3. 53 chia cho 7 thì được mấy? Được 8 không? 8, 7, 5, 6 không được, chỉ được 7 thôi. 7 x 7 là 49. 53 mà trừ đi 49 thì còn mấy? Còn 4 đúng không? Đấy, 53 trừ đi 49 thì còn dư 4. Hạ mấy? Hạ 0. 40 chia cho 7 thì chỉ được mấy thôi? Được 4 không? 5, 7, 35 rồi, chỉ được 4 thôi. 4 x 7, 28. Không, 5 x 7, 35, 6, 7, 42. Phải được 5 nghe các em. Đó, cái này phải được 5 nhá. 5 x 7, 35, 40 mà trừ đi 35 thì còn dư mấy? Dư 5 này. Rồi, hạ số mấy? Hạ số 4 này.
54 chia cho 7 thì được 7. 8, 8, 7, 5, 6 cũng được, chỉ được 7 thôi. 7 x 7, 49. 54 mà trừ đi 49. Được chưa? 54 mà trừ 49 thì còn dư gì? Dư 5, đúng không? À, vậy thì dư 5 ta viết đây chứ. Thầy viết đây. Rồi, như vậy thì đây là phép chia có gì? Có dư. Và nó dư là dư 5 nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với phép chia thứ 2. 2, 4, 6, 8, 0 à. 2, 4, 6, 8, 0. Chia cho mấy? Chia cho 9 à. Cũng tuần tự như vậy thôi. Các em cứ thế các em làm thôi. Rất là dễ rồi, đúng không? Chia cho 9. 2 không chia cho 9, chúng ta phải lấy mấy chữ số? 2 chữ số là 20 mấy? 24. 24 chia cho 9 thì được mấy? 4, 9, 36 không được. 3, 3, 9, 2, 7 không được. Chỉ được mấy thôi? 2 thôi, đúng không? 2 x 9, 10, 18. 24 mà trừ đi 18 thì còn mấy nhỉ? Còn dư 6, đúng không? Đấy, 6, chúng ta hạ mấy đây? Hạ 6 nè. 66 chia cho 9 thì bằng mấy? 66 chia cho 9 thì được 7, 7, 9, 6, 3. 8, 9, 7, 2 chỉ được 7 lần thôi, đúng không? 7 x 9, 63. 66 trừ 63 thì còn dư 3. Hạ, hạ 8. 38 chia cho 9 thì được mấy nhỉ? Được 3. 3, 9, 2, 7, 4, 9, 36. Chỉ được 4 lần thôi. 4, 9, 36. 38 trừ 36 thì còn dư 2. Hạ 0. 20 chia cho 9 thì được 2. 9 x 2, 10, 18. 20 trừ 18 thì còn dư 2. Vậy thì đây là một phép chia có gì? Có dư nữa, đúng không? Đấy, chúng ta có thể dừng cái video, chúng ta kiểm tra lại hai cái phép chia này xem nó đã chính xác chưa. Có nhiều khi chúng ta chia nó không chính xác, được không? Rồi, 2, 4, 6, 8, 0 này. Đó, chúng ta phải dò nha các em, dò xem nó đã chuẩn chưa. Đó, nhiều khi chúng ta chia nó cũng có những cái sai sót. Rồi, chắc là đúng rồi, chắc chắn rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu B. À, bài số 2 chứ. Yêu cầu là nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó. Vậy thì đây người ta cho mình là 4 cái biểu thức và đây là 4 cái kết quả này. Vậy chúng ta chỉ cần nhập là chúng ta thấy nè. 1.000 x 2 thì bằng 2.000. 2.000 mà nhân với 3. 2.000 x 3 tức là gì? 2 x 3, 2 x 3 sẽ là 6 gì? 6.000 đây. Đó, mày dễ như ăn cháo rồi, đúng không? 2.000 x 3 chia 2, vậy thì 2.000 x 3 là 6.000. 6.000 mà chia cho 2 tức là 6 chia 2, 6 chia 2 sẽ còn là 3, 3.000. Rồi, 32 chia cho 8 thì bằng mấy? Bằng 4. 4 x với 2 sẽ là 8, đúng không? Vậy thì đây sẽ là 8 gì? 800. 5.600 chia cho 7 thì sẽ là 56 chia cho 7, 800. 800 chia 2 thì bằng 4 gì? 400. Đó, bài này dễ hơn cả là ăn cháo, đúng không? Đó, dễ như chúng ta làm nhiệm vụ của PUP vậy đó. Chả có gì là khó mấy cái bài đó nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 3 này. Một cái kho. Kho này chứa bao nhiêu? 75.000 kg gạo này. Đó, vậy thì lần thứ nhất này. Đây. Vậy thì chúng ta phải vẽ luôn cái sơ đồ đi. Đây là cái kho này, nó chứa bằng này, đúng không? Lần đầu lấy ra này. Đây, lần 1 này. Thì người ta lấy ra là 27.000. Đó, ví dụ đây là 27.000. Được chưa? Lần sau, đây là 27.000 kg nha. Lần sau lấy ra là 28.000. Đó, lần sau lấy ra là 28.000. 28.000 kg. Và người ta qua hai cái lần đây nè, ta hỏi là còn lại bao nhiêu kg gạo trong kho.
Vậy thì toán này chúng ta có thể giải bằng mấy cách? Bằng hai cách, đúng không? Vậy thì thầy sẽ làm hai cách luôn cho các em. Và ở trong sách giáo khoa, ở trong vở này thì thầy sẽ làm cách số 1 nhé. Được chưa? Số kg gạo còn lại, số kg gạo còn lại sau gì? Sau lần đầu lấy ra. Lấy ra là đó. Thầy sẽ lấy lần đầu tiên là bao nhiêu trong kho, tổng cộng là 75 nghìn. Trừ đi số lấy ra lần đầu là trừ đi 27 nghìn. Rồi vậy thì giờ chúng ta sẽ tính xem 75 nghìn mà trừ đi 27 nghìn thì thực ra ta nhẩm nó cũng ra rồi đúng không? Tuy nhiên thì thầy vẫn đặt phép tính cho một số bạn. 15 - 7 bằng 8, 7 - 3 bằng mấy? Bằng 4, đúng không? Vậy thì còn lại là mấy? 4.800 nè. 48.000 chứ. Còn lại là 48.000 kg. Được chưa? Vậy thì sau lần đầu lấy ra như vậy, người ta lấy ra lần hai nữa thì chúng ta sẽ trả lời nè. Vậy thì số kg gạo còn lại trong kho là, được chưa? Đó. Còn lại trong kho là, đó, sẽ là bao nhiêu? Sẽ là số gạo còn lại sau lần 1, 48.000, trừ đi cái số mà lần 2 người ta lấy là mấy? Trừ đi mấy? Trừ đi 28.000. Được chưa? Thì chúng ta chỉ cần lấy 48 - 28 nè. 8 - 8 thì bằng gì? Bằng 0. 4 - 2 bằng 2. Vậy thì nó sẽ còn lại là bao nhiêu? 20.000 kilo gì? Kg. Đó, và các em ghi đáp gì? Đáp số nhá. Như vậy thì trong kho còn lại là 20.000 kg gạo. Được chưa? Vậy thì đây là cái cách số 1 thầy làm ra đây. Vậy thì cách số 2 nè. Nếu thầy giáo hoặc cô giáo của các em đã làm cái cách này rồi thì chúng ta có thể xung phong để làm cách 2. Ta sẽ tính đầu tiên là, cũng là giải đầu tiên, chúng ta sẽ tính là số kg, số kg gạo lấy ra cả gì? Cả hai lần là, đó, được chưa? Ta sẽ lấy số kg gạo lần đầu là 27.000 cộng với số lấy ra lần sau là 28.000. Được chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ cộng vào bằng bao nhiêu? 8 cộng với 7 thì bằng 10, 15 nè. Viết 5 nhớ 1. 2 cộng với 2 bằng 4. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì cả hai lần lấy ra là 55 kg. Vậy thì giờ chúng ta sẽ tính được số gì? Số kg gạo còn lại trong gì? Trong kho là, đó, được chưa? Sẽ là 75.000 trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 55.000. Vậy thì 75 - 55 thì sẽ còn bao nhiêu? 20.000 kilo gì? Kg. Đó, và chúng ta ghi đáp gì? Đáp số. Được chưa? Đấy, vậy thì cả hai cách, cách số 1 và cách số 2 thì chúng ta đều có kết quả là gì? Còn lại bao nhiêu? 20.000. Được chưa? Đấy, vậy các em chọn cách nào các em chọn nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với bài số 4 nè. Bài số 4 người ta cho có 108 kg gạo đựng đều trong 4 bao, 108 kg trong 4 bao nè. Người ta đổ hết số gạo đó vào các túi, mỗi túi thì có số gạo. Một túi nè thì lại bằng bao nhiêu? 1/3 gì?
1/3 bao, đúng không? Vậy thì giờ người ta hỏi vậy thì có thể được bao nhiêu túi gạo? Vậy thì đây là bài toán chúng ta sẽ rút gọn mấy lần các em? Rút gọn 2 lần, đúng không? Phải không nhỉ? Có rất là nhiều cách, đúng không? Vậy giờ chúng ta sẽ tính nè, một bao này có bao nhiêu này, xong chúng ta tính một túi nè, hiểu chưa? Đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ tiến hành giải nó luôn nhá, không cần phải phân tích gì nhiều nhá. 108 và 4 bao, vậy chúng ta sẽ tính là số kg gạo trong một bao, được chưa? Số kg gạo trong một gì? Trong một bao là, đấy, sẽ là bao nhiêu? 108 là số kg gạo có, chia đều cho 4 bao thì chia cho 4 đi. 10 chia cho 4 thì được mấy nhỉ? Được 2 đúng không? 2 x 4 là 8, 10 trừ 8 còn dư 2. 28 chia cho 4 bằng 7. Vậy thì một bao sẽ là 27 kg. Được chưa? Vậy thì một bao là 27 kg mà một túi thì bằng 1/3 của bao, đúng không? Chúng ta sẽ dễ dàng tính được là số kg gạo trong gì các em? Trong một túi, đúng không? Là, đấy, vậy thì bây giờ nè, bằng 1/3, tức là 27 này chúng ta chia cho 3 thì nó sẽ ra 1 rồi. 1/, 27 chia cho 3 thì bằng 9 gì? 9 kg. Đấy, vậy thì đến đây đã thấy ngon lành chưa nào? Một túi là 9 kg, vậy giờ ta có tổng số là bao nhiêu? 108 kg. Chúng ta sẽ tính được số gì? Số túi gạo có là, đúng không? Đấy. Hoặc là sẽ có tất cả số túi gạo là sẽ là 108 kg chia cho số kg trong một túi, tức là chia cho 9. Đúng không? À, 108 chia 9 nè. 108 mà chia cho 9, 10 chia cho 9 bằng 1. 1 x 9 là 9, 10 chia 9 còn 1. 18 chia cho 9 thì bằng 2. Được chưa? Đấy, vậy thì sẽ là bao nhiêu? 12 đơn vị đây là túi. Đó, vậy thì chúng ta đã tìm được ra đáp số của bài toán là có 12 túi gạo. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong được cái tuần số 33 nhé. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.